Tử vi tuổi Mậu Thân 1968 tháng 6 âm lịch. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, mệnh chủ tuổi Mậu Thân là những người thông minh, nhanh nhẹn và sáng tạo. Ngay từ khi còn nhỏ, họ đã có ý thức tự lập cao. Đến khi trưởng thành, họ có thể tự mình giải quyết được những khó khăn trong cuộc sống mà không cần nhờ cậy cầu cứu ai. Bên cạnh đó, người tuổi Mậu Thân mệnh đại trạch thổ, tinh khí khá tùy duyên, thuận tiện mà hành xử và làm việc. Họ cơ trí, linh hoạt, tháo vát, có nhiều kế hoạch, sẵn sàng thay đổi theo chiều hướng mang lại lợi ích đa chiều nhất. Cá tính tùy duyên, tùy thời, khi bãi bể, khi nương dâu, khiến tuổi Mậu Thân dễ bị dao động tâm tư, lập trường và nguyên tắc không vững vàng. Tuy nhiên nhờ linh động nên những người tuổi Mậu Thân thường được yêu mến vì dễ tính, thoải mái mà lại đạt hiệu quả cao trong thời kỳ biến động. Trong chương trình ngày hôm nay, kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ chia sẻ với quý vị về vận hạn, hung cát cũng như mọi khó khăn, thuận lợi của mệnh chủ tuổi Mậu Thân trong tháng 6 âm lịch năm Tân Sửu. Cụ thể hơn, thông qua tử vi trong thời điểm này, mệnh chủ tuổi Mậu Thân sẽ biết được cuộc sống có những thay đổi như thế nào so với năm trước. Liệu có điều gì tốt sẽ xảy đến hay không? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. Đặc biệt, phần tử vi ngày hôm nay được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin, quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Sau đây sẽ là phần tổng quan của các bác tuổi Mậu Thân trong tháng 6 âm lịch năm 2021. Người tuổi Mậu Thân 1968, mệnh đại dịch thổ, tính tình lạc quan, vui vẻ, phong khoáng, thoải mái. Họ không ngại khó khăn, dũng cảm đương đầu với mọi thử thách trên đời. Không được phúc anh em gia đình trợ giúp, phải tự tay lập nghiệp, độc thân tự cường. Phải tự tay lập nghiệp, độc lập tự cường thì mới có thể thành công. Tiền vận có phần vất vả nên học lấy một nghề để có cơ hội đổi đời, làm nên nghiệp lớn. Từ sau tuổi trung niên, các bác tuổi Mậu Thân có được cuộc sống khá an nhàn, thu nhập ổn định. Nữ mệnh có phần cố chấp và ngang bướng. Người tuổi Mậu Thân là người tài năng, song áp lực công việc lớn lại phải chịu sự gièm pha từ những kẻ xung quanh nên con đường tiến thân không mấy thuận lợi. Có những khi họ phải cắn răng chịu đựng, kiên gan, bền trí thì mới đến được với thành công. Tuy nhiên cũng phải chú ý, đừng nên cố chấp mà gây mâu thuẫn với đồng nghiệp, khiến mối quan hệ xấu đi. Nói chung, chỉ cần các bác nỗ lực thì ông trời có mắt sẽ trao cho các bác những thành tích như mong muốn. Mậu dùng thổ cặp ất âm mộc nên được gọi là chính tài, nghĩa là bị thân khắc xuất. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Mậu Thân cần phải chú ý nhiều tới vấn đề. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Mậu Thân cần chú ý nhiều tới vấn đề tài lộc của mình, tránh tham gia các trò đỏ đen sẽ dẫn tới thất tài không đáng có. Để không bị tiểu nhân hãm hại, cản con đường cơm danh, sự nghiệp, tài lộc, những gia chủ tuổi Mậu Thân nên mang bên mình pháp khí phong thủy, Minh Quang Pháp Bảo. Minh Quang Pháp Bảo là pháp khí của nhà Phật, được ra đời trên nền tảng chắt lọc những tinh hoa, trừ khí tốt, giúp vạn sự hành thông tốt lành. Đồng thời đây cũng là vật phẩm hỗ trợ kích đào hoa, tình duyên hiệu quả cho các gia chủ tuổi Mậu Thân. Đặc biệt, Minh Quang Pháp Bảo cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho các bác tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ rõ vận trình của các bác tuổi Mậu Thân trong tháng 6 âm lịch qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về phương diện sự nghiệp, quan vận. Trong tháng này, các bác tuổi Mậu Thân sẽ có những bước đột phá quan trọng trong công việc. Họ nhận được sự giúp đỡ từ người khác,
nhận được kết quả vượt xa với kỳ vọng. Đó cũng chính là trái ngọt mà các bác hái được sau rất nhiều cố gắng của bản mệnh. Người tuổi Mậu Thân tự lực cánh sinh, chủ động trong công việc của mình chứ không chờ đợi bất cứ ai, cũng không mong chờ được giúp đỡ. Thay vì nói tôi không thể để thoái thác trách nhiệm thì các bác luôn tìm cách để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Kết quả các bác đạt được ngày hôm nay cũng một phần nhờ công giúp sức của mọi người. Hãy có những cư xử đúng mực, đừng để một vài hành động quá khích làm mất điểm của các bác trong mắt của đồng nghiệp. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp vào năm 2021, Thầy Gia Cát khuyên các bác hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Thân, Tí, Thìn, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với các bác, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho quý gia chủ tuổi Mậu Thân sinh năm 1968, để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc tiền bạc, sự nghiệp sẽ mang lại cho các bác tài lộc đáng kể từ việc thăng chức, tăng lương và thưởng thêm. Mặc dù may mắn, các bác vẫn cần lập một kế hoạch tốt và không được chi tiêu quá tay. Với những bác làm kinh doanh buôn bán thì làm bao nhiêu, ăn bấy nhiêu. Thời điểm này, bản mệnh thực sự chăm chỉ, làm việc hết mình nên chắc chắn thu nhập cũng không thể nào ít được. Người này biết cân đối thu chi, không tiêu phá hoang đàng quá đỗi, lại luôn hướng tới cuộc sống ổn định nên thường sẽ tiết kiệm, có khoản dự phòng cho tương lai. Bản mệnh nên năng làm việc thiện, có thể từ đó các bác sẽ có thêm nhiều cơ hội để mở rộng các mối quan hệ, có thể hợp tác được thêm với nhiều người để tăng thêm thu nhập cho mình. Cho đi là nhận lại, hãy làm việc thiện với cái tâm trong sáng, chớ vì mục đích cá nhân mà tính toán quá mức, sẽ lợi bất cập hại. Đặc biệt trong thời điểm này, các bác tuổi Mậu Thân hãy sử dụng pháp khí nhà Phật, Bát Bảo, Tâm Kinh. Pháp khí sẽ giúp các bác xua đuổi những hung tinh, phần hạn xấu, ảnh hưởng đến công việc, con đường làm ăn. Đồng thời pháp khí sẽ chiêu tài lộc, tăng may mắn, chiêu mời quý nhân tương trợ, giúp sự nghiệp, việc kinh doanh, đầu tư của các bác được thuận lợi và phát triển rực rỡ. Thứ ba, về mặt tình cảm gia đạo. Tháng này vận trình tình duyên của các bác tuổi Mậu Thân khá ảm đạm. Hai người không chịu đứng vào vị trí của nhau để hiểu cho đối phương, nên có thể tranh cãi xảy ra liên miên. Người chưa có gia đình cần phải cẩn trọng, chu đáo trong cách ứng xử, giữ tình cảm tốt đẹp để có được nhân duyên tốt. Ai đã có gia đình nên trân trọng người bên cạnh, đừng có mới nơi cũ để mọi chuyện xấu đi. Cũng nên cẩn thận có người thứ ba xen vào chuyện tình cảm tốt đẹp, nếu cứ giữ mãi tư tưởng so sánh thiệt hơn. Bên cạnh đó, các bác cũng xây dựng được những mối quan hệ hài hòa, những người trước nay vẫn thân thiết có thể chính là quý nhân của các bác, giúp các bác vươn tay chạm đến những cơ hội hiếm có vào thời điểm này. Trong tháng 6 âm lịch, gia đình các bác sẽ gặp những xích mích, cãi vã, tranh luận giữa bố mẹ và con cái. Là người chủ gia đình, hãy giữ bình tĩnh, tìm lối giải quyết vấn đề tồn đọng thường nào nhất, tránh làm sứt mẻ tình cảm của gia đình. Ngoài ra, trong thời điểm này, Thầy Gia Cát khuyên các bác tuổi Mậu Thân hãy mang theo bên mình vật phẩm phong thủy, vòng gỗ huyết long tam hợp quý nhân, Thân, Tí, Thìn. Năng lượng của tam hợp khí sẽ giúp các bác đạt thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, hóa giải tăng cường các mối quan hệ xung quanh. Đồng thời vật phẩm mang lại sức khỏe, bình an, trường thọ cho các bác. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Trong tháng này, các bác tuổi Mậu Thân cần chú ý về sức khỏe của mình. Do làm việc trong một thời gian dài trước máy tính đã làm giảm một phần thị giác, các bác cũng sẽ cảm thấy được một số cơn đau đầu, nguyên nhân cũng chính là làm việc mà ra. Các bác cần có chế độ ăn uống hợp lý, giảm thời gian làm việc ngoài giờ để bệnh tật ít có cơ hội. Đối với gia chủ Mậu Thân sinh năm 1968, tử vi tháng này khuyên các bác cần cẩn thận hơn về sức khỏe. Áp lực từ công việc khiến bản thân mệt mỏi, ảnh hưởng đến tâm trạng, giấc ngủ. Các bác cần chắc chắn đảm bảo có giấc ngủ đủ, chăm sóc bản thân, có chế độ dinh dưỡng và lịch sinh hoạt hợp lý. Đôi khi, cần gạt bỏ công việc sang một bên để tĩnh dưỡng lại tinh thần, sức khỏe. Các bác tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất,
thầy Gia Cát sẽ khai quang, trì chú, xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các bác Mậu Thân sinh năm 1968. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ những ngày cát lành và đại kỵ trong tháng 6 âm lịch để các bác tuổi Mậu Thân có thể nắm rõ, tránh trường hợp không may xảy ra. Tháng 6 âm lịch bắt đầu từ ngày âm lịch mùng 1 tháng 6, kết thúc ngày 29 tháng 6, từ ngày mùng 10 tháng 7 đến ngày mùng 7 tháng 8 dương lịch. Tháng Giáp Ngọ nạp âm tích lịch hỏa, tháng Ngọ lục hợp mùi, tam hợp dần, tuất thành hỏa cục. Xung Tý, hình Ngọ, hình Dậu, hại Sửu, phá Mão, tuyệt Hợi. Đối với người tuổi Mậu Thân trong tháng 6 âm lịch sẽ cần tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 8 tháng 6, từ ngày 17 tháng 7 dương lịch, nạp Giáp, Bính Dần, nạp âm, lô trung hỏa. Thứ hai, ngày âm lịch 20 tháng 6, từ ngày 29 tháng 7 dương lịch, nạp Giáp, Mậu Dần, nạp âm, lộ bằng thổ. Đây là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các bác mệnh chủ tuổi Mậu Thân. Trong những ngày này, mệnh chủ cần hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của và những việc cần thiết, không nên buông tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Đồng thời, nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra trong tháng còn có một số ngày cát lành để các bác tuổi Mậu Thân tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng, hoặc có thể tiến hành vấn đề nhỏ trong gia đình đều hết sức thuận lợi. Đây chính là những thời điểm tốt để có thể tiến hành công việc. Thứ nhất, ngày âm lịch 11 tháng 6, tức ngày 20 tháng 7 dương lịch, nạp Giáp, Kỷ Tỵ, nạp âm, Đại Lâm Mộc. Thứ hai, ngày âm lịch 23 tháng 6, tức ngày mùng 2 tháng 8 dương lịch, nạp Giáp, Tân Tỵ, nạp âm, Bạch Lạc Kim. Quý vị thân mến, trên đây kênh Phong Thủy Gia Cát đã chia sẻ vận trình tử vi của các bác tuổi Mậu Thân trong tháng 6 năm 2021 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, quý vị có thể áp dụng, tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc được thuận lợi, suôn sẻ. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi đến hết chương trình ngày hôm nay. Ngoài việc chọn lựa ngày tốt phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc trọng đại, thì để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, hoặc các vấn đề như những dự định công việc, tử vi 12 con giáp trong từng tháng, tử vi của bản thân, xin mời quý vị hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc quý vị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra hãy đưa ra ý kiến đóng góp giúp chương trình ngày một hoàn thiện hơn. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về tử vi, phong thủy, ứng dụng và cuộc sống hàng ngày. Một lần nữa, xin được cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi, ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Kênh Phong Thủy Gia Cát rất vui lòng được phục vụ quý vị và các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau.